Xin chào mọi người. Bà Tám đang ở trong cái Stockland Shopping Center nè. Bây giờ bên ngoài trời mưa, mọi người đều đổ xô nhau vào bên trong shop. Bây giờ hãy cùng đi với bà Tám nha, xem hôm nay mình xem tới cái gì nè. Đây là Hoy, H-O-Y-G-S, một trong những cái rạp chiếu phim của cái vùng Tây Nam Sydney. Nhưng mà cái Hoy này nó có toàn trên cả cái nước Úc. Thì bình thường cái giá vé thì cũng khoảng 25 đồng cho mỗi cái bộ phim. Nhưng đặc biệt ngày thứ ba nó có special thì chỉ có 11 đồng thôi. Đó, nhìn xuống ở dưới là những cái shop xung quanh, và đối diện đây là cái kha phạt cho tiện lợi cho mọi người vừa đậu xe vừa đi shop và có thể vào xem phim đó mọi người ạ. Xe càng ngày càng nhiều vì mưa nên người ta vào shop chơi đi vòng vòng, uống cà phê và ăn sáng là tốt nhất và thoải mái nhất cho một ngày thứ bảy cuối tuần đó. Thôi bây giờ cùng mình đi vào bên trong xem sơ sơ một chút nha. Bên trong cái rạp chiếu phim này nó có đủ thứ hết đó. Nào là bán những đồ ăn cho mình trước khi mình vào có xem phim. Cũng như hồi xưa hồi nhỏ mình hay thường đi xem phim với các bạn hay là với bà ngoại. Giờ mình vào trong shop thì trước khi xem phim mình cũng mua nước ngọt, mua bắp rang đó mọi người ạ. Cái trong cái rạp chiếu phim này có tổng cộng là 12 cái phòng nhỏ với 12 màn ảnh nhỏ và có ghế da ngồi rất là thoải mái. Đó, Covid nên mọi người vẫn còn phải tuân thủ những cái quy định của chính phủ đặt ra, ngay cả trong những cái rạp chiếu phim cũng vậy đó mọi người ạ. Đó, đây là trên cái màn ảnh để những cái phim sẽ chiếu trong ngày hôm nay. Hãy cùng bà Tám đi tiếp nha. Đó, trước cái khi mình mua vé thì nó có những cái quầy bán kẹo, bán chip cho mọi người mua để vào ăn. Bán nước ở đó. Và có một màn ảnh rất là rộng. Bên trong đủ thứ colorful, màu rất là đẹp, làm cho mọi người khi vô tới rạp chiếu phim là rất thoải mái để bỏ những cái thời gian hưởng thụ cái cuộc sống sau khi cả tuần đều bận rộn với việc nhà, với công việc. Và đây chính là cái thời gian hưởng thụ bên cạnh gia đình và con cái của mình. Sau khi làm những công việc nhà thì họ có thể dẫn con cái đi shop, đi xem phim là vậy đó. Đó, mấy cái đèn phía trước cũng rất là đẹp, kiểu mẫu. Tới đây một tí nha. Có ngay cả có những cái máy đá tự động, mình có thể bỏ tiền vào và tự bấm cho mình. Rộng và sạch sẽ nữa cái và cũng giữ khoảng cách đó mọi người ạ. Vì
Covid vẫn còn tồn tại đâu một cái xó xỉnh nào đó ở nước Úc và vùng Tây Nam của mình. Rất là đẹp và rất là sang, phải không mọi người ạ? Thôi mình đi ra nha, xin chào, hẹn lại.